Các bạn thân mến, trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa hoàn thiện một cái gương mặt bằng Photoshop. Ở trên màn hình các bạn thấy ở đây là một cái gương mặt đã được chỉnh sửa bằng Photoshop. Còn cái ảnh gốc của nó đây, đây là cái ảnh gốc mà đầu tiên khi chúng ta chưa chỉnh sửa thì gương mặt như thế này. Thế còn sau khi mà chúng ta chỉnh sửa thì chúng ta sẽ được một cái bức ảnh kiểu như này. Thế trước khi chỉnh sửa tôi sẽ đưa cái layer này xuống. Đây là chính là layer ảnh gốc. Và cái công việc đầu tiên mà chúng ta sẽ thực hiện là tôi sẽ nhấn nút Ctrl-Z để chúng ta tạo ra một cái lớp layer mới. Đây các bạn thấy là cái lớp layer mới là ảnh gốc copy đây. Để tí nữa chúng ta sẽ tiện so sánh với cả cái ảnh gốc ban đầu mà sau khi mà chúng ta đã chỉnh sửa. Thế thì cái công việc đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta sẽ chấm sửa các cái mụn ở trên gương mặt này. Tôi sẽ cho cái hình ảnh của nó to lên khoảng 200% để chúng ta sẽ nhìn nó rõ hơn. Để chỉnh sửa cái gương mặt thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ đó là Spot Healing Brush Tool, đúng không? Đây chúng ta chọn đây. Các bạn chỉ việc chấm thôi, đúng không? Tất cả những cái nốt ruồi hay là các cái vết sẹo thì các bạn có thể chấm như này, đúng không? Chỉnh sửa cũng không cần thiết là cũng phải phức tạp quá đâu. Những cái gì nó quá rõ thì chúng ta nên chấm sửa, còn những cái gì mà nó đơn giản thì chúng ta cũng không cần thiết là phải sửa, đúng không? Trong cái video trước thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn dùng cái công cụ khác để chấm sửa. Trong Photoshop thì có thể nói là mỗi người có một cách khác nhau, cũng có rất nhiều các cái cách khác nhau để chúng ta có thể chỉnh sửa. Ví dụ như là tôi có thể chỉnh sửa bằng cái back tool này. Ví dụ ở đây cái nốt ruồi nó rất là to, đúng không? Đấy thì chúng ta có thể là đưa nó lên đây, đúng không? Thì các bạn thấy là sau khi xong chúng ta nhấn Ctrl D để bỏ chọn đi thì đấy, các bạn thấy là nó toàn bộ cái này nó đã hết, đúng không? Chúng ta dùng cái nốt chấm này thì nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ như cái nốt nhỏ này thì chúng ta nên dùng nốt chấm, đúng không? Đấy, những cái nốt nó hiển thị rõ ràng ra đây thì chúng ta nên chấm để chúng ta loại bỏ những cái này đi, đúng không? Còn đằng này nó đen quá thôi kệ nó, đúng không? Đấy. Chúng ta chỉnh sửa cái này càng tỉ mỉ thì cái bức ảnh của chúng ta nó sẽ càng hoàn thiện. Cơ bản là các cái nốt to thôi, còn tí nữa chúng ta sẽ dùng cái công cụ là mờ để chúng ta sẽ chỉnh sửa. Những cái này nó sẽ dễ dàng thôi, không khó khăn gì cả. Ví dụ như cái nốt này nó to quá, đúng không? Đấy, chúng ta có thể bỏ bớt đi cho nó đỡ. Các bạn có thể gạt kiểu như vậy. Rồi, cơ bản là chúng ta đã làm xong được cái phần chấm sửa gương mặt này, đúng không? Loại bỏ các cái mụn mà chúng ta thấy là nó vương víu trên gương mặt này thì chúng ta nên làm như vậy. Đấy, thì toàn bộ các cái nét ở đây thì chúng ta sẽ thấy nó hiển thị ở đây, đúng không? Đấy, thì chúng ta có loại bỏ được càng nhiều thì cái gương mặt sau này chúng ta khi chỉnh sửa nó sẽ càng đơn giản hơn bấy nhiêu, được chưa? Tôi sẽ trở về cái gương mặt tôi để cái độ 100% của nó thì chúng ta nhấn nháy đúp vào cái công cụ là Hand Tool này. Đấy. Như vậy là chúng ta đã chấm sửa xong, đúng không? Còn cái nốt này nữa thì cho nó đi nốt đi, đúng không? Rồi, bây giờ các bạn sẽ chúng ta thử xem, quay lại thử xem, đúng không? Đấy, khi sau khi chấm sửa xong thì chúng ta thấy gương mặt nó nhẵn nhụi hơn một chút rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ nhấn Ctrl-Z để tạo thêm một cái lớp layer mới. Cái này tôi sẽ đặt đây là 1. Cái này ở đây tôi sẽ đặt là 2, được chưa? Ở trên layer 2 này thì các bạn chọn Filter, chọn Blue, chọn Gaussian Blue. Ở đây tôi sẽ kéo dài ra, tức là tôi cứ để cho nó khoảng 8 đi, đúng không? Đấy, như vậy các bạn thấy có một cái gương mặt nó rất là mờ, đúng không?
Bước tiếp theo chúng ta ở trong cái layer 1 này, chúng ta sẽ nhấn Ctrl Z để tạo thêm một cái lớp 1 copy này. Và chúng ta đưa lên trên. Bước tiếp theo chúng ta chọn vào image, chúng ta chọn vào apply image. Sau đó chúng ta chọn vào cái trong cái layer này thì chúng ta chọn ở đây là 2. Đấy, nó ứng với cả cái lớp layer 2 ở đây này. Đấy, sau đó chúng ta chọn ở đây. Tôi chọn ở đây là subtract. Đấy. Chúng ta lưu ý nhé, chọn subtract. Đấy. Và các thông số ở đây các bạn để ý là opacity tôi để 100%, scale tôi để 2 và offset chúng ta đặt nó khoảng 130. Sau khi xong các bạn nhấn OK. Đấy. Một cái bước nữa ở đây trong cái nội dung này, chúng ta sẽ chọn vào đây và chọn là visit line. Đây các bạn để ý là chữ V nó ở về phía đầu nhé. Visit đúng không? Đấy. Sau khi xong nội dung này thì chúng ta nhấn Ctrl, sau đó là giữ hai cái layer 2 và một copy này. Các bạn nhấn Ctrl G. Được chưa? Sau khi nhấn Ctrl G, các bạn nhấn phím Alt và tạo một cái lớp AD Landmark ở đây. Nhớ là nhấn phím Alt. Đấy, xong, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái công việc là tạo cho nó để cho cái gương mặt nó sẽ, chúng ta sẽ chấm sửa bằng công cụ đó là Brush Tool, đúng không? Các bạn lưu ý là cái màu trắng chúng ta để lên trên nhé. Tôi sẽ để cái gương mặt lên 200% để tôi sẽ chấm sửa để các bạn thấy này. Chúng ta dùng công cụ này. Đấy, khi xóa đâu thì các bạn thấy là các cái vết nhăn rồi là các cái nó sẽ làm cái gương mặt này nó sẽ mịn màng hơn, đúng không? Tuy nhiên là chúng ta đừng để nó mờ quá. Mờ quá thì nó sẽ mất hết cả cái lớp da của làm hết cái mất lớp da của người mẫu thì nó lại xấu, đúng không? Thì nó lại không trông không thật, trông nó có vẻ giả tạo. Đấy, thì chúng ta chịu khó là chỗ này nó to thì cho nó to ra chút, đúng không? Để xóa cho nhanh. Các bạn nên nhớ là chúng ta chỉ xóa ở các cái lớp da nhé. Chúng ta không xóa vào các cái lớp mà nó sẽ làm mờ đi cái bức ảnh của mình. Chúng ta sửa những chỗ này nó thật khéo. Đấy, sau khi mà chấm sửa xong thì chúng ta sẽ thực hiện công việc sau đây. Đó, chúng ta quay trở lại. Đó, chúng ta nhìn cái gương mặt đầu vào gương mặt sau thì chúng ta thấy nó mịn màng hơn mà vẫn giữ được các cái nét của người mẫu. Đúng không? Tiếp theo chúng ta nhấn Ctrl Shift Alt E để tạo ra một cái lớp layer mà nó có đầy đủ các cái nội dung mà chúng ta đã chỉnh sửa. Những cái layer này tôi sẽ có thể bỏ nó đi hoặc là nhóm nó vào một nhóm, đúng không? Các bạn có thể nhấn Ctrl G để cho nó đỡ vướng ở trên này, đúng không? Đây các bạn thấy này, đúng không? Gương mặt sau khi mà chúng ta làm mờ đi thì nó sẽ được như này. Đấy.
Bây giờ cái công việc tiếp theo là chúng ta sẽ chỉnh sửa. Đó. Chúng ta sẽ thêm các đường nét cho người mẫu. Tôi sẽ để cái hình ảnh nó lên 200%. Đầu tiên là tôi sẽ chỉnh sửa cái môi. Đó. Các bạn click vào đây để create một cái new layer ở đây. Đó. Tôi có lớp new layer này. Và chúng ta sẽ click chọn màu đã. Đó. Chọn màu môi này. Chọn cái màu đây. Và cho nó đậm lên chỗ này. Rồi, sau đó chúng ta dùng cái công cụ Brush Tool này để chúng ta xoa. Để tôi vẽ môi. Dạ. Vẽ làm sao cho nó hết vào cái môi này nhỉ. Đấy. Cũng đừng để nó thừa ra ngoài. Bởi vì nếu mà chẳng may mà các bạn vẽ nó bị thừa ra ngoài thì chúng ta sẽ dùng cái bút xóa để chúng ta xóa nó đi. Đây, cái công cụ xóa đây, đúng không? Các bạn có xóa bớt đi để cho nó đỡ như này, đúng không? Đấy, sau khi mà xong thì chúng ta sẽ chọn sang bên này và chúng ta chọn đây là short line. Yeah, đấy thì các bạn thấy là cái đôi môi này nó đã đỏ lên rồi, đúng không? Chúng ta giảm cái độ opacity của nó đi để cho nó vừa đủ thôi, chúng ta đừng để cho nó đậm quá thì trông nó cũng không thật lắm, đúng không? Đấy, chúng ta để khoảng 70% là vừa. Tiếp theo tôi làm một cái lớp layer tiếp theo là tôi sẽ chỉnh sửa lại cái lông mày, đúng không? Chúng ta sẽ dùng công cụ bút này, đúng không? Chúng ta chọn cái màu giống cái màu này và các bạn cũng dùng công cụ này để vẽ, đúng không? Vẽ lông mày này. Nó quá đi tí nữa chúng ta sẽ lấy bút xóa để chúng ta xóa đi cũng được. Bởi vì tôi cũng không phải là người khéo tay lắm cho nên là chắc chắn là trong quá trình vẽ thì nó cũng sẽ không ổn lắm, đúng không? Tôi để nó là short line đi để chúng ta sẽ nhìn thấy là nó đấy, những chỗ nào mà bị hỏng ấy thì chúng ta quay trở lại đây để chúng ta sẽ dùng cái công cụ này để chúng ta xóa đi để cho nó vừa vặn với cả cái lông mày đấy, đúng không? Rồi là cái chỗ này nữa, đúng không? Chúng ta cũng xoa cho nó đậm lên. Đấy. Để cho cái mắt nó sắc nét lên. Đấy, sau khi mà xong rồi thì chúng ta sẽ chọn cái độ giảm cái độ opacity đi để cho nó sẽ thật hơn, đúng không? Chúng ta để khoảng cái này khoảng 20 thôi, đúng không? Đấy, chúng ta xem lại cái kết quả, đúng không? Thấy là cái trông cái độ cái mắt nó sắc lên hẳn, đúng không? Tôi sẽ làm một cái lớp layer nữa để chúng ta làm cho cái độ sáng của mắt lên, đúng không? Chúng ta đảo cái màu trắng lên, đúng không? Sau đó vẽ này. Đấy. Chấm đây. Này có vẻ hơi to, đúng không? Thôi được. Chúng ta cũng cho quay trở lại chọn short line, đúng không? Và giảm cái độ opacity đi. Để sao cho nó hợp lý thôi. Đúng không? Tôi cứ để khoảng 50 thì sao? Trông sáng quá không được, đúng không? Cho nó xuống còn khoảng 30 thôi. Khoảng 20 thôi, đúng không? Đấy, các bạn thấy là nó nhìn nó trông nó vẻ mắt nó vẻ trong hơn, đúng không? Đấy, mục tiêu của chúng ta là làm cho nó trong hơn. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo chúng ta tạo cái khuôn của gương mặt này. Thế thì các bạn sẽ chọn vào đây và kích chọn vào đây, đúng không? Để chúng ta cải thiện lại cái những cái chỗ mà nó đường nó các cái đường nét này thì chúng ta cũng phải cho nó đậm lên tí, đúng không? Ôi, đúng không? Rồi là các cái đường nét ở đây, chúng ta xoa cho nó đậm lên tí. Bởi vì chỗ này là nó màu đen mà, đúng không? Chúng ta có thể chọn cái này, xoát line đi, đúng không?
chúng ta giảm cái độ opacity đi, chúng ta giảm nó còn khoảng 30 thôi, đúng không? Đây các bạn thấy là các cái đường nào nó sẽ cần mà phải sáng, cần phải tạo thêm thì chúng ta phải đưa nó vào đây. Tôi sẽ bôi thêm cái này tí để nó có cái nét, chứ nếu không thì trông nó mờ hết đi thì trông nó xấu. Sau đó là chúng ta có thể dùng cái công cụ xóa này để xóa bớt đi những cái chỗ mà không cần thiết, đúng không? Rồi, đấy. Chúng ta thử xem. Đấy thì bởi vì có một số cái chỗ mà ảnh nó che khuất thì chúng ta sẽ làm thực hiện theo cách đó, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái màu tóc của cô gái này, đúng không? Tôi sẽ lấy cái màu tóc là màu nó hồng hồng, đúng không? Bây giờ thường thường là cái mốt của nó là mốt tóc màu vàng mà, đúng không? Nó kiểu hơi lông bò một chút. Đây tôi để. Và các bạn bôi, đúng không? Dùng cái công cụ này. Để chúng ta xoa lên đây. Đúng không? Đổi màu tóc. Để hơi to. Nói chung là chúng ta nên làm cho nó nhỏ, cái nét này nó nhỏ đi một chút. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang này thành soft light, đúng không? Đấy, màu tóc nó sẽ chuyển sang màu vàng rồi, đúng không? Tất nhiên chúng ta sẽ giảm đi, trông nó không giống lắm, đúng không? À, các bạn thấy là cái màu tóc nó đã được chuyển, đúng không? Và đây chúng ta sẽ bôi lại chỗ này một chút. Thực ra là mà nói thì chỉnh được Photoshop thì nó là vấn đề không phải là kỹ thuật, mà vấn đề ở đây là con mắt. Vậy thì theo các bạn thì thế nào gọi là đẹp, đúng không? Và chúng ta có con mắt tốt thì chúng ta sẽ chỉnh sửa được cái bức ảnh, nó sẽ đẹp hơn. Tôi nghĩ là để cái này khoảng 20 thôi, đúng không? Đây các bạn xem này. Đấy, màu tóc nó cũng đã thay đổi một chút, gọi là hơi vàng vàng này, đúng không? Còn các bạn muốn cho nó để này thì trông nó thật hơn, đúng không? Đấy, thì chúng ta giảm bớt đi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong, đúng không? Sau khi xong thì các bạn có thể tốt nhất là để lên lớp layer này, chúng ta nhấn Ctrl Shift Alt E thì tôi sẽ được một cái lớp nó giữ lại tất cả các cái nét vừa nãy mà chúng ta vừa làm, và toàn bộ những cái mà chúng ta đã làm rồi chúng ta cho vào một cái nhóm group bằng cách là nhấn Ctrl G, đúng không ạ? Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ so sánh với ảnh gốc, đúng không? Đấy thì nó đã thấy là cái độ sắc nét nó đã cải thiện lên rất là nhiều, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta có lẽ là tôi nghĩ là cũng nên cải thiện cái màu sáng lên một chút, đúng không? Thì các bạn chỉ cần nhấn lên đây, sau đó chọn ở đây là màu trắng, đúng không? Đấy chưa? Đây chọn màu trắng ở đây. Nhấn OK. Đấy, sau đó là chúng ta bôi sửa một số chỗ, bởi vì một số chỗ này chúng ta nên để cho nó sáng lên một chút. Đấy, chẳng hạn như là muốn cho cái màu tóc nó sáng lên, tất nhiên là muốn để cho cái màu tóc nó sáng lên thì nó lại do cái con mắt của một người nhìn nữa, đúng không? Thì đấy là kỹ thuật thì người ta thường làm như vậy, đúng không? Tất nhiên trông là bạc hết cả tóc lên rồi, đúng không? Thì chúng ta giảm cái độ opacity đi, chỉ còn khoảng 10 thôi. Đúng không? Đấy thì nó sẽ làm sáng cái ảnh lên, và nó tóc này với cả cái ảnh thì nó sẽ nhìn nó tương thích hơn một chút, đúng không? Có lẽ chỉ giỏ nhỏ nữa thôi. Để khoảng 5 thôi, gọi là có này, đúng không? Rồi. Như vậy là chúng ta đã chỉnh sửa khá hoàn thiện, đúng không? Thôi tốt nhất là chúng ta nên nhấn Ctrl Shift E và sau đó nhóm toàn bộ những thằng này lại. Ctrl G. Ctrl G đây, đúng không? Bởi vì cái ảnh chúng ta chỉnh sửa nó ở đây cơ, đúng không? Đấy. Chúng ta cho to cái gương mặt này lên để xem là kết quả.
Sau khi mà chỉnh sửa thì nhìn cái gương mặt như này thì chúng ta thấy là xem nó còn cái điểm nào mà chúng ta có thể sửa được thì các bạn lại lấy cái công cụ này, đúng không? Ví dụ như nó vẫn còn một số cái khuyết tật ở đây, đúng không ạ? Có thể chỉnh sửa lại, chúng ta vẫn có thể sửa sau, vẫn có thể được, chứ không phải là xong rồi thì chúng ta không chấm sửa được, đúng không? Hoàn toàn có thể mà các bạn có thể chấm sửa lại cho nó bỏ bớt một số cái khuyết điểm đi, đúng không? Đấy. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái bức ảnh mà sau khi mà chỉnh sửa thì chúng ta thấy là so sánh đây là cái ảnh gốc, đúng không ạ? Và khuôn mặt sau khi mà chúng ta chỉnh sửa thì chúng ta sẽ có kết quả như thế này. Và video của chúng tôi cũng xin dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chú ý theo dõi.